chào tất cả các bạn hiện tại đang học tại Anh Văn Cho Bích. Hiện tại trên tay em là kết quả IELTS 5.5 sau cái sự nỗ lực của em 20 buổi tại Anh Văn Cho Bích. Mục tiêu của em đề ra là IELTS 5 chấm nhưng mà em đã đạt được 5.5, vì thế em đã vượt qua số điểm cam kết và em đã được nhận thưởng của thầy trao, đó là 2 triệu đồng. Em thật sự rất cảm ơn thầy vì thầy đã giúp em đạt được cái mong muốn của mình và đi một bước gần hơn đến cái ước mơ của em là được định cư ở Úc theo những tay nghề. Cái khóa học của em là khóa học cao cấp trong 20 buổi và 40 tiết, và thật sự bất ngờ khi mà chỉ sau 20 buổi mà em cũng đã nghỉ vài buổi nhưng cuối cùng vẫn đạt được trên số điểm cam kết của mình. Cuối cùng thì em xin cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp em có được cái ngày hôm nay.